Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 11 tháng 1 cho rằng Ukraine đã hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ tài chính của phương Tây và không có khả năng thực hiện bất kỳ phản công quân sự có ý nghĩa nào trong cuộc xung đột với Nga. Theo nhà lãnh đạo Slovakia, sự hỗ trợ quân sự của các nước phương Tây dành cho Ukraine trong một thời gian dài cũng như các lệnh trừng phạt chống Nga đã không mang lại hiệu quả ông đồng thời nhắc lại rằng không có giải pháp quân sự nào cho cuộc khủng hoảng ở ukraine và lên tiếng ủng hộ việc tiêu chuẩn hóa quan hệ giữa liên minh châu âu và nga thủ tướng slovakia cũng cho rằng nền kinh tế nga và đồng tiền nga vẫn chưa sụp đổ các lệnh trừng phạt chống nga đang làm tăng khả năng tự cung tự cấp của nga liên quan tới năng lượng nước này cũng đang chứng kiến lượng giao hàng kỷ lục từ các quốc gia như trung quốc và ấn độ theo thủ tướng fico các bên nên quay lại với cách tiếp cận rằng liên minh châu âu và nga kết nối với nhau và cần nhau ở một mức độ nào đó với tư cách là thủ tướng slovakia ông mong muốn các nước thành viên dần tiêu chuẩn hóa mối quan hệ với nga